Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, mùng 8 tháng 12. Những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam sẽ được chuyển đến quý vị các bạn qua bản tin ngay sau đây. Mời quý vị các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, tiếp tục với phần điểm tin bóng đá sáng ngày hôm nay, mùng 8 tháng 12. Mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Tin vui cho người hâm mộ tuyển Việt Nam cười thả ga sau trận thắng Lào, sẵn sàng đấu Malaysia. Indonesia được bơm doping khủng để biến Việt Nam thành cựu vương Ngôi sao tuyển Thái Lan khó chịu vì bị nhốt trong khách sạn quá lâu. Vì sao cầu thủ U23 không thể có vị trí tại áp cấp 2021? Mời các bạn cùng đón nghe. Tin vui cho người âm mộ, tuyển Việt Nam cười thả ga sau trận thắng Lào, sẵn sàng đấu Malaysia. Các bạn thân mến, chiều ngày hôm qua mùng 7 tháng 12 thì tuyển Việt Nam của chúng ta đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại lượt thứ hai vòng bảng áp Cup 2021. Ở buổi tập này, các cầu thủ của chúng ta đã cười thoải mái sau trận thắng Lào. Với chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào ở ngày mở mà màn áp cấp giúp cho tuyển Việt Nam có tinh thần rất tốt. Sau buổi sáng nghỉ ngơi thì chiều ngày hôm qua các cầu thủ đã trở lại tập luyện để tiếp tục hướng đến hành trình bảo vệ chiếc vô địch ở phía trước. Các cầu thủ cười đùa rất thoải mái. Cho dù trận đấu trôi qua nhưng trên mạng xã hội các cầu thủ vẫn ôn lại những tình huống khó đỡ của đồng đội. Duy Mạnh bị dìm hàng nhiều nhất với tình huống lỡ đà lao vào biển quảng cáo. Nguyên Mạnh thì phấn chấn qua trận bắt chính đầu tiên sau 5 năm kể từ AFF Cup 2016. Trước tuyển Lào, Duy Mạnh không phải làm việc quá vất vả. Anh cản phá được hai pha dứt điểm của ngôi sao từng đá ở UEFA Champions League là Billy Kekafofon. Ở buổi tập này, đội tuyển của chúng ta chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các tuyển thủ đã chính ở trận gặp Lào chỉ vận động nhẹ nhàng nhằm hồi phục thể trạng. Nhóm còn lại tập nhiều hơn với các bài tập về tấn công, phòng ngự, phối hợp nhóm và chia đội hình đá đối kháng Do đã bước vào giai đoạn thi đấu, tuyển Việt Nam chỉ tập trung vào việc rèn kỹ chiến thuật. Đối thủ tiếp theo của chúng ta ở lượt thứ hai là Malaysia. So với Malaysia thì tuyển Việt Nam có lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn. Trận đấu ngày 12 tháng 12 được đánh giá là mang tính quyết định đến cục diện của bảng B. Trước Á quân áp cấp, tuyển Việt Nam của chúng ta có thể sẽ tung ra đội hình mạnh nhất với sự trở lại của Nguyễn Tuấn Anh. Tuấn Anh và các cầu thủ dự bị ở trận Lào sẽ có thêm buổi tập nhẹ vào sáng ngày hôm nay, mùng 8 tháng 12. Indonesia được bơm doping khủng để biến Việt Nam thành cựu vương. Các bạn thân mến, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia cho biết là sẽ có mức thưởng rất hậu hĩnh nếu như đội tuyển quốc gia nước này đạt thành tích tốt tại kỳ Áp cấp tới đây. Tại bảng B của Áp cấp 2021, Indonesia là đội tuyển duy nhất chưa thi đấu. Ngày 9 tháng 12, họ sẽ qua trận giao quân gặp đội tuyển Campuchia. Và để lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ, mới đây chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia là ông Muhammad Idrawan công bố sẽ thưởng số tiền lớn nếu như đội tuyển vô địch. Chia sẻ với truyền thông Indonesia, vị này cho hay: "Chúng tôi sẽ sớm chuẩn bị tiền để tạo động lực cho các cầu thủ. Nếu như vô địch, số tiền sẽ thực sự rất lớn. Tuy nhiên, mức thưởng cụ thể vẫn chưa được ấn định vì cần phải thảo luận thêm với các thành viên. Tôi đã chứng kiến màn trình diễn tốt của nhiều đội tuyển tại AFF Cup 2021. Hy vọng rằng Indonesia sẽ chơi tốt hơn đối thủ." Tôi có niềm tin rất lớn vào việc là đội tuyển sẽ lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay. Các cầu thủ cũng như ông Sine Yang đã làm việc chăm chỉ trong thời gian qua. Trái với sự tự tin của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia thì ông Sine Yang lại tỏ ra khá thận trọng với mục tiêu vô địch. Chỉ lực gia người Hàn Quốc chỉ hứa là sẽ cùng toàn đội thi đấu hết mình để có được kết quả tốt nhất. Ông cũng cho rằng Việt Nam mới là đội tuyển mạnh nhất tại AFF Cup ở bảng B. Vào lúc này, không một đội tuyển nào ở Đông Nam Á khao khát chức vô địch áp cấp như Indonesia. Đội tuyển này đã có tới 5 lần vào chung kết nhưng chưa từng được nâng cao cúp vô địch. Chính vì điều này mà Liên đoàn bóng đá Indonesia sẵn sàng chi đậm cho thầy trò ông Shin nếu như mang chức vô địch về. Ngôi sao tuyển Thái Lan khó chịu vì bị nhốt trong khách sạn quá lâu. Các bạn thân mến, hậu vệ tuyển Thái Lan là Thuan Bunmathan vẫn phải cách ly trong phòng riêng ở khách sạn vì chưa có kết quả âm tính với Covid-19. Thirathon Bumathan di chuyển từ Nhật Bản và có mặt ở Singapore chiều ngày 6 tháng 12, tuy nhiên đến hiện tại anh vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm Covid. Hậu vệ sinh năm 1990 tỏ ra khá khó chịu và thể hiện điều này bằng một dòng trạng thái trên mạng xã hội. Lúc đầu tôi không nghĩ sẽ như thế này, nhưng bây giờ tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Tôi vẫn chưa biết kết quả xét nghiệm, tôi muốn đá bóng, đã 3 ngày rồi tôi chưa tập luyện. Thirathon chia sẻ. Tuyển Thái Lan có mặt ở Singapore từ ngày 30 tháng 11. Nhóm cầu thủ thi đấu ở nước ngoài sang sau do chưa thi đấu xong cùng câu lạc bộ chủ quản. Khi tới Singapore thì các thành viên của đội tuyển di chuyển về khách sạn lưu trú làm xét nghiệm Covid-19 và phải ở trong phòng đến khi có kết quả âm tính. Đội tuyển Việt Nam cũng phải trải qua thủ tục tương tự. Đội có mặt ở khách sạn Singapore vào khoảng 18 giờ ngày 1 tháng 12. Kết quả xét nghiệm của toàn đội có trong tối cùng ngày. Sau khoảng 3 đến 4 tiếng đến khách sạn, Trường hợp của Thilathon là cá biệt vì vẫn chưa rõ nguyên nhân, tuy nhiên điều này khiến hậu vệ 31 tuổi cảm thấy lo lắng và nghi ngờ bản thân có thể nhiễm Covid-19. Tính đến hiện tại thì chủ nhà Singapore ghi nhận các ca dương tính Covid với đội tuyển Malaysia và Myanmar. Những cầu thủ dương tính cách ly tại phòng ở khách sạn, số còn lại có kết quả âm tính vẫn tập luyện và thi đấu bình thường. Trước đó, thì 10 cầu thủ Myanmar bị nghi ngờ dương tính với COVID-19 do cùng làm mẫu gộp. Sau khi kiểm tra lại, ban tổ chức xác định chỉ có một cầu thủ dương tính. Thida thi đấu ở Nhật Bản, cũng như quanh Sookrasin, nhưng cả hai di chuyển sang Singapore bằng chuyến bay khác nhau. Chanathip đến và đã quay kết quả âm tính. Anh đã ra sân tập luyện từ chiều ngày 6 tháng 12 cùng toàn đội. Thida là hậu vệ cánh trái hàng đầu Đông Nam Á. Anh hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Yokohama Marinos, từng vô địch v 1 vào năm 2020. Thiraton từng vướng vào vụ lùm xùm không hội quân cùng tuyển Thái Lan thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup ở UAE. Lý do được anh đưa ra là sợ mất vị trí ở câu lạc bộ do vướng phải quy định cách đi 14 ngày khi trở lại Nhật Bản. Người hâm mộ Thái Lan đã không hài lòng với cầu thủ từng làm đội trưởng tuyển Thái Lan và sau đó Thiraton đã phải lên tiếng xin lỗi. Năm 2018, Thiraton không tham dự áp cấp. Đến năm nay, anh cùng với Chalathip trở lại với sứ mệnh là đưa tuyển Thái Lan trở lại ngôi vương. Vì sao cầu thủ U23 không có vị trí tại Áp Cup 2021? Các bạn thân mến, các cầu thủ u ba Việt Nam được đô lên đội tuyển quốc gia vẫn chưa thể cạnh tranh vị trí chính thức ở sân chơi Áp Cup. Huấn luyện viên Park seo vẫn tin vào những cầu thủ kinh nghiệm trong hành trình bảo vệ chức vô địch. Khi chốt danh sách 30 cầu thủ của tuyển Việt Nam sang Singapore dự Áp Cup 2021, huấn luyện viên Park seo đã loại 5 cầu thủ là Phạm Văn Cường, Lý Công Hoàng Anh, Phạm Tuấn Hải, Lê Văn Đô, Hồ Thanh Minh. Trong số những cầu thủ này, ngoài thủ môn Văn Cường và tiền vệ Tuấn Hải, ba cầu thủ còn lại đều thuộc lũ u 3. Trước trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Lào thì ông Park đã loại tiếp 6 cầu thủ là Trần Văn Đạt, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, Quan Văn Chuẩn và Đỗ Thanh Thịnh. Trong số này, ngoài Thanh Thịnh thì 5 cái tên còn lại đều thuộc lũ U23. Như vậy là cả 8 tuyển thủ U23 Việt Nam được huấn luyện viên Park Seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho áp cấp đều không nằm trong kế hoạch. Đây là điều khá bất ngờ khi trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Lào, nhiều chuyên gia dự đoán có thể ông Park sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân khi chúng ta đối đầu với một đối thủ yếu hơn. Sở dĩ ông Park ưu tiên các cầu thủ có kinh nghiệm là bởi sự an toàn cho trận giao quân. Trước khi bước vào tranh tài tại AFF Cup 2021, ông Park thừa nhận tuyển Việt Nam đang gặp những áp lực lớn Hiện nay đội tuyển đang thi đấu ở vòng loại thứ ba World Cup. Chúng tôi đã trải qua 6 trận đấu và để thua cả 6 trận. Vì vậy bầu không khí trong đội đang không tốt. Bên cạnh đó chúng tôi bước vào áp cấp với cương vị là đương kim vô địch nên cũng gặp nhiều áp lực. Kết quả là điều không thể nói trước nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt từng trận một. Vì điều này mà ông Park đã buộc phải sử dụng đội hình mạnh nhất để giúp cho các cầu thủ tìm lại cảm giác chiến thắng. Ngay cả với đối thủ bị đánh giá yếu như đội tuyển Lào, ông Park cũng không hề muốn xảy chân đây cũng là bước đệm cho các cầu thủ sẽ trở lại thi đấu tốt hơn ở những trận còn lại tại vòng loại thứ ba World Cup. Đội bóng của chúng ta hướng đến sân chơi AFF Cup 2021 với mục tiêu là vô địch. Có thể nhận thấy một điều rằng là ở các đội bóng đá Đông Nam Á đang lên mạnh. Đặc biệt là những đối thủ trực tiếp của chúng ta ở bảng B là Malaysia và Indonesia. Việc ông Park Hang-seo dùng ngay đội hình mạnh nhất ở trận giao quân cũng là để chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng ấy có thể thấy rằng là những gương mặt các cầu thủ U3 Việt Nam được ông Park triệu tập lên đội tuyển quốc gia lần này chỉ để hít thở bầu không khí của đội tuyển. Việc tập trung trong môi trường có nhiều đàn anh kinh nghiệm sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ nâng cao được kỹ năng. Đây cũng là cách mà ông Park chuẩn bị lực lượng cho SEA 31. Ông Park chưa sử dụng các cầu thủ U3, thế nhưng đó đều là những quân bài dự bị chiến lược. Huấn luyện viên Park Hang-seo có cái lý khi không vội trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, bởi dù sao thì tại AFF Cup 2021 các đối thủ của chúng ta đều đã có những sự tiến bộ vượt trội, sẽ không có chỗ cho sai lầm và vì thế mà những cầu thủ kinh nghiệm đã thể hiện được tài năng sẽ là sự lựa chọn số 1. Trong chặng đường dài tại Áp Cup thì ông Park có thể sẽ phải tính toán cho việc sử dụng luân phiên nếu như chúng ta thi đấu đủ cả 8 trận. Tuy nhiên, cần nhớ rằng trong danh sách hiện tại có rất nhiều cầu thủ có thể thay thế các vị trí khác nhau. Các cầu thủ trẻ chỉ có thể được đưa vào sân ở các trận đấu thủ tục. U23 Việt Nam là của để dành cho tương lai, có thể sẽ là ở kỳ áp cấp 2022 diễn ra vào cuối năm tới. Còn hiện tại, những gương mặt thân quen vẫn sẽ sắm vai trò bảo vệ trước vô địch mà chúng ta đã giữ suốt 3 năm qua. Các bạn thân mến, trên đây xin gửi đến quý vị và các bạn những tin tức bóng đá mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, mùng 8 tháng 12. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.